Trên công trường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đi qua Bình Thuận, Đồng Nai, các nhà thầu đang khẩn trương thi công phần nền đường, đúc dầm bê tông, thi công cầu vượt. Công nhân hối hả làm việc, nhiều đoạn cao tốc qua Đồng Nai đang được thảm nhựa mặt đường. Tại gói thầu XL02, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, đại diện nhà thầu Cienco 4 cho biết, những ngày qua, nhà thầu triển khai 10 mũi thi công, 5 mũi đường và 5 mũi cầu. Nhà thầu khẩn trương thi công cọc khoan nhồi bệ, thân trụ các cầu, thi công bản mặt cầu sông Phan. Các gói thầu qua huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, nhà thầu thi công 3 ca, ngày đêm thi công cầu và thảm nhựa mặt đường tại nhiều đoạn cao tốc. Liên danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết sẽ bố trí 70% nhân lực để ở lại công trường thi công trong dịp Tết Nguyên Đán. Các hạng mục chính sẽ thi công trong dịp Tết là cấp phối đá dăm, vì hạng mục này nhà thầu đã tập kết đủ vật liệu trên công trường, không phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài trong thời gian thi công dịp Tết. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, từ giữa tháng 12, nhiều đoạn cao tốc thuộc gói thầu XL03-04 qua Đồng Nai đã bắt đầu thảm nhựa mặt đường. Các nhà thầu đều bố trí thi công 3 ca liên tục để bù tiến độ bị chậm thời gian qua. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây dài 99 km đi qua Bình Thuận, Đồng Nai. Dự án thuộc phân đoạn phía đông cao tốc Bắc Nam được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2022.